2 ngày mình đã bán hết sạch rồi. Hàng mới về đây anh em mình ơi. Trong cái video trước thì mình đã giới thiệu với anh em một cái dòng máy siết vít 4V đến từ thương hiệu Toto. Chỉ sau 2 ngày mình đã bán hết sạch rồi. Thì ngày hôm nay Datong lại về không chỉ một mà là hai bộ máy siết vít 4V luôn nha anh em. Đầu tiên là dòng máy với thiết kế như một cây tu vít thông thường, khá là tiện lợi để anh em sử dụng. Siết và mở ra cũng chỉ bằng hai nút bấm. Khi máy hoạt động thì cũng sẽ có hai cái đèn LED tự động mở và tắt, hỗ trợ anh em khi làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng. Phụ kiện đi kèm theo máy sẽ bao gồm 27 chi tiết có đủ các loại mũi vít được đánh dấu theo các màu sắc khác nhau. Kèm theo đó máy cũng sẽ được sử dụng chuẩn sạc Type-C và có tặng kèm cục adapter nha anh em. Về phần chức năng thì máy vẫn điều chỉnh được 4 cấp độ siết khác nhau, lực siết 5 Nm/m, vừa đủ để anh em có thể siết vít, kệ, tủ, bắt dàn áo xe một cách rất là dễ dàng. Máy sẽ tự động ngắt lực tùy theo anh em chỉnh ở cấp độ nào, vậy nên sẽ hạn chế được tình trạng siết quá lực làm hư vật liệu. Tiếp theo sẽ là dòng máy có thiết kế đa năng hơn và được đóng gói trong vali nhựa. Phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm 45 chi tiết và các mũi vít, mũi khoan, mũi vít dài, các đầu tiếp từ 6 cho đến 13mm. Lực của máy vẫn là 5 Nm/m nhưng được thiết kế đầu giữ vít dạng nối nhanh, khá là tiện lợi. Máy có 7 cấp trượt khi siết vít và có thể thay đổi vị trí tay cầm cho phù hợp với từng nhu cầu làm việc của anh em. Ngoài ra thì bên dưới thân máy còn được tích hợp thêm một cái đèn pin siêu sáng nha anh em. Dòng máy này thì sẽ sử dụng cáp sạc là micro USB. Anh em có thể sử dụng máy để siết vít, kệ, tủ, khoan các chi tiết nhỏ, tháo lắp dàn áo xe, lắp ráp máy tính ở tư thế này, hoặc chuyển đổi tay cầm dạng thẳng để phù hợp hơn với nhu cầu làm việc của anh em đều được. Tuy là dòng máy này không có chức năng điều chỉnh lực nhưng lại có đến 7 cấp trượt để khi vặn vào đến đủ lực thì đầu vít sẽ trượt, không siết vít vào được nữa, cũng vẫn hạn chế được hư hại vật liệu mà anh em đang làm, nên anh em cứ yên tâm sử dụng siết. Hiện tại cả hai sản phẩm đều đang có sẵn tại show thiết bị và nếu như mà anh em quan tâm muốn đặt hàng có thể đặt ở bên góc bên tay trái có phần giỏ hàng nha anh em.